Kính chào các cô chú anh chị em thân mến. Hôm nay chú Dũng Miền đang có mặt tại thành phố Đà Nẵng, cũng là nằm trong cái tour xuyên Việt 2023 này. Thì chú Dũng Miền đang đứng ở trên bãi biển Mỹ Khê, nằm trên con đường Võ Nguyên Giáp. Thì sau lưng của chú Dũng Miền đó là cái một cái ngôi chùa linh ứng, có một cái tượng Phật Quan Âm cao khoảng chừng 67 mét thôi. Thì chú Dũng Miền sẽ từ từ khám phá từng cái địa danh nổi tiếng tại thành phố Đà Nẵng ha. Bây giờ chú Dũng mình sẽ đi dạo trên bãi biển Mỹ Khê. Bãi biển đây rất là tuyệt vời luôn. Khi mà nói tới thành phố Đà Nẵng là phải nói đến là ba không, không xả rác nè, không bán vé số nè, không bán hàng rong. Cái đó là tuyệt vời tại thành phố Đà Nẵng. Thì bây giờ là chú Dũng mình đang đứng trên bãi biển Mỹ Khê, thì đi dạo bãi biển Mỹ Khê, sau đó mình sẽ đi tham quan một địa điểm. Ở đây thì mình biết là có 7 cây cầu bắc qua sông Hàn, thì mình chỉ lấy cái ba cái cầu tiêu biểu thôi: cầu Tình Yêu, cầu Rồng, cầu sông Hàn và thêm một cái cầu nữa là cầu Trần Lý nha. Rồi chú Dũng Miền sẽ mời các cô chú chị em đi với chú Dũng Miền tham quan từng địa danh nổi tiếng tại thành phố Đà Nẵng nha. Xin mời. Rồi bây giờ chú Dũng Miền sẽ đi dọc bãi biển Mỹ Khê để chiêm ngưỡng bãi biển ở đây rất là đẹp. Nghe nói rất nhiều rồi, bãi biển Đà Nẵng rất là đẹp ha, rất là sạch, không có bán hàng rong, với cái bãi cát rất là trắng mịn luôn. Chú Vũ Miền sẽ đi tới cái khúc kia thôi, tới chứ nếu mà đi dọc bãi biển này rất là xa. Sau đó chú Vũ Miền sẽ đi về chợ Cồn, tham quan trong chợ Cồn và cũng như là kiếm một món ăn trưa ở trong chợ Cồn luôn, quay lại cái không gian buôn bán cũng như là những sạp hàng hóa. Ở đây có những cái thuyền thúng đây nè, có những cái thúng ta để ở đây của chắc của ngư dân để ở đây nè. Sáng thì cũng chèo ra ngoài biển, cũng kéo cá, đánh cá gì đó. Những cái thuyền thúng đợi đây rất là nhiều ha. Đây là một cái cắm một cái lá cờ và với một cái bảng thế này ghi cấm tắm. Thì những cái khu vực này là người ta cảnh báo cho mình đó là không nên tắm những cái khu vực như thế này, nó hơi nguy hiểm. Còn những cái chỗ màu vàng vàng thì có thể tắm được. Trưa nay thì biển Đà Nẵng nó hơi sóng hơi lớn, nên tắm thì nên tắm trong gần bờ thì tốt nhất, đừng có đi ra ngoài xa quá. Nhiều khi sóng nó mạnh nó cuốn ra. Ở đây thì cũng có những cái quán bar, một cái quán bar mini nhỏ, có tối có đánh DJ đây nữa nè. Và những bàn ghế ngồi đây có thể là uống nước và chiêu với ngắm biển này kia vào buổi sáng cũng như là buổi chiều tối. Rất là nhiều và trên tới đó luôn. Rồi khu này thì có thể cho mình tắm đây, tại vì người ta cắm cờ màu vàng đây. Thì mình thấy có nhiều du khách, đa số là khách nước ngoài xuống đây tắm biển. Biển công nhận biển ở Đà Nẵng rất là đẹp ha. Từ cái miền Trung đổ ra đó là mình thấy biển ở ngoài rất là sạch sẽ và đẹp nữa. Ở đây thì có một cái lá cờ màu vàng thì có thông báo thời gian tắm biển là từ mùa hè, từ tháng 4 cho tới tháng 9 là từ 4 rưỡi sáng cho tới 7 tối. Còn mùa đông mà từ tháng 10 cho tới tháng 3 thì 5 giờ sáng tới 6 rưỡi chiều. Đây. Chưa cũng có hai anh người nước ngoài chạy bộ. Tuyệt vời luôn, tập thể dục vào buổi trưa. Thường mình thấy mấy người nước ngoài họ không có sợ nắng, họ còn yêu thích cái nắng hơn nữa. Vào những cái ngày nắng như vậy nè, nắng mà nóng họ thường ra tắm biển phơi nắng hoặc chạy bộ gì đó. Rồi chú Dũng Miền đi dạo một chút ở trên bãi biển Đà Nẵng, thì bây giờ chú Dũng Miền sẽ tiếp tục đi về chợ Cồn để mình quay trong cái chợ Cồn và kiếm món ăn trưa tại đó luôn. Đó là một cái điểm đến, sau đó mình sẽ đi tham quan tiếp. Đó là chiều nay đi tham quan cầu Rồng, cầu Tình Yêu, hay còn gọi là cầu ổ khóa đó, rất là nhiều luôn, ổ khóa luôn, và tham quan cầu sông Hàn, cầu Trần Thị Lý, vân vân.
Rồi mời các cô chú chị em theo bước chân chú Dũng Miền đến chợ Cồn nha. Rồi bây giờ là trước mặt của quý cô chú đang xem đó là chợ Cồn của nằm trong lòng thành phố Đà Nẵng luôn ha. Bây giờ chú Dũng Miền sẽ đi vào chợ Cồn tham quan và kiếm gì đó ăn. Rồi bây giờ chú Dũng Miền đang đi vào trong cái lòng chợ của cái chợ Cồn. Thì cái chợ Cồn này có cái diện tích khoảng chừng là 14.000 mét vuông và hơn 2.000 sạp. 2.000 sạp trải dài khắp 3 tầng của cái chợ Cồn này. Đây là khu là bán quần áo ha, bán rất là nhiều, rất là đa dạng luôn, nhiều quần áo từ trẻ em cho đến người lớn. Rồi chú Dũng Miền quay sơ ở trong cái khu này thôi. Cái khu này là khu quần áo, khu bán những tạp hóa, văn phòng phẩm, mỹ phẩm, túi sách rất là nhiều. Rồi đây là cái khu ẩm thực ở trong chợ đây. Còn cái khu ẩm thực ngoài chợ nữa. Đi vào đây mình sẽ kiếm cái gì để ăn trưa ở đây. À, đúng là vào đây rất là nhiều những quầy bán thức ăn rất là nhiều ha. Đây là đa số là menu bánh ướt, ra bột lọc thập cẩm, bánh cuốn, và kem bơ, sầu riêng. Wow. Ở đây là rất là đa dạng, rất là nhiều loại thức ăn, đồ ăn trong đây. Ở đây bán khô nè. Cái này là me ngào đường, còn đây là mập rim và tất cả những khô bò bên kia nữa. Wow. Rất là nhiều ha, có gạm nữa nè, gạm sữa, cua sữa. Đúng, đây có bún bò Huế nè, bánh canh, bún thịt nướng, nem lụi, bò lá lốt, bánh xèo. Đây là có bán cơm nè, rất là đông ha, ngay là đông quá trời đông luôn. Bánh bột lọc. Đây là ăn bánh bèo lọc ra mít thì giá có 30.000 à. Đó, giá cả rất là rẻ luôn trong cái chợ Cồn. Bánh đèn rồi, bánh đèn rồi. Một phần thập cẩm có 30.000 và có ba loại bánh bèo lọc ra mít. Và đây là một cái phần bánh bèo lọc và ra mít. Đây thì cô có phần có 30.000 thôi, có một cái nem chua nè. Đây là cái bánh bèo nè, bánh bèo chén nè, giống như bánh bèo chén nè. Bánh bột lọc và một miếng giấm ít. Và ăn kèm với một cái miếng, cái này là chả bò nè. Đây là phần chả bò nè, bột lọc nè. Đây là giấm ít nè. Đây, bánh là bánh giấm ít nè. Và cái bánh bèo thì có thể ăn kèm với cái ớt ngạo đây, ớt ngạo cũng được chung. Rồi mình sẽ ăn thử cái phần này, ăn cái mê bánh bèo trước. Rồi, ăn một miếng cái bánh bột lọc nè. Nói chung là cái món này cũng được chung hết, mình cũng đã ăn qua rồi. Nói chung như đây thì mình kiếm những cái món này mình ăn bánh rằm mít nè. Ở đây rất là đông toàn lắm. Nói chung mình tranh thủ mua ăn cái này, mình sẽ đi kiếm cái món khác mình ăn ha. Và đây là phần bánh khọt kêu ở trong cái chợ Cồn luôn. Mình ăn thử luôn hai phần ha, phần bánh khọt. Phần này cũng có 30.000 thôi. Bánh khọt thì cũng chiên bằng bánh khọt giống như kiểu vừa bánh căn với bánh khọt làm chung với nhau. Cũng có cái lớp trứng ở giữa nè. Có trứng này giống như kiểu bánh căn đó, nhưng mà hình dáng thì bánh khọt.
kiểu hai cái nó ghép lại một. Cái đầu tiên mình ăn luôn vừa bánh chân bánh ngọt mà vào với nhau. Ở trong mình lấy nhiều củ trứng á, nhưng mình ăn cái bánh căng ở miền Trung và bánh cột của miền Tây, hai cái hòa quyện vào với nhau như thế này. Đúng rồi hả? Ngon. Cũng một cái biến đó đúng không? Ăn kèm với cái chả cá đúng không? Chả cá miền Trung. Đây, cho quý vị coi nè. À, cái kiểu không? Ở ngoài kiểu giống như là bánh cọt á, ở trong là có trứng giống như kiểu bánh căn miền Trung á, bánh cọt miền Tây, hai cái bầu biển nhau, kiểu này là đã lạ lắm, ăn có 30 ngàn không cần ăn. Cái kiểu với đủ đủ nè, xà lách, hành phi, và xem vô chung nhau, mình bánh cọt giống như miền Tây, mình phải đi ra một cuốn, không hỏi vô dễ như thế này. Đi khám phá được nhân dân như trường đại sẽ đi khám phá như là còn tình yêu, tình lòng và sông Hàn. À, đi đâu hôm nay sẽ được cảm ơn tại đây và hẹn gặp với cô chú trong những video tiếp theo cũng như là trường đại nghe cầu tình yêu. Xin chào và hẹn gặp lại.